Đây cái đầu tiên cả nhà ơi. Ui. Cá lóc tơ ơi, nhổng đầu á. Dứt lên sâu rồi. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Tân nha. Thì đầu video chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Nay mời cả nhà theo hai anh em mình thăm luồng lờ ngoài sông nữa nha. Cá đầu tiên chết rồi, bị thăm rồi cả nhà. Vô liền. Lóc cả nhà ơi. Lù. Ngu cái này. Nhìn cái coi. Đã chưa. Chùm lúa. Theo vỏ này. Vô. Cá lóc nha cả nhà. Cá mập kêu. Nè cá này đốm. Ăn đốm. Mày chưa ăn đốm đâu rồi. Cắn cái nhà, cắn cái nhà ơi. Đâu rồi. Né. Ồ, không may bự dữ rồi. Đã. Không may cũng táp nữa hả ta. Trời ơi, táp nữa. Giờ đến thiệt. Ồ, không may bự bên kia rồi. Đốm 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 sẵn mẹ đốm rồi. Ồ con mày bự ghê ha. Bác ai biết anh bác không? Đốm nữa nè. Lụm đầu cái gì đựng nữa ta. Con này thịt không ấy. Đốm bắt đi. Sợ nghe chuột thì chịu thôi chứ gắn là nó sợ. Có gì đâu đựng. Thả đi, có trứng rồi. Có trứng rồi nha cả nhà. Ôi, vô. Có chỗ nhảy rồi. Vô là lên luôn mà. Lóc mà. Nó ngu lờ luôn rồi cả nhà. Dùng kiếm ta hơn mới dùng kiếm. Mập ngu quá trời. Cá nó mập ngu. Để cái này cũng dễ chạy lắm. Dùng quá. Anh chị à, mấy anh nói bên liêm của nó cá cao, ốc dữ dằn lắm. Cao nào? Cao mình gần gần mình chống được lạ đó. Bự bự không, phía sau chặt mấy cái tàu dừa thả cho nó bắt. À. Ôi trời. Dứt hay là cá nhảy? Dứt lên luôn, lật lại lên rồi. Ôi trời, dứt con ta lên chi trời. Xuống thấy mừng mừng cho cá nó nhảy. Ôi.
vô anh Tường. Lóc đó nè, xíu mấy bò ốc phải nó mấy con. À rồi chị qua nó ăn hai cái gô hổm, nó ăn mà thịt tiết ăn cái gô nướng mà ăn được ốc. Còn Biên học toán giỏi phải không? Ừ, nó dạy lên bò, bò nó ngại kỳ lắm. Dạy lên kỳ luôn hả? Dạy dưới răng, ừ dạy lên bò luôn á. Nói bò không chịu, bò nó kỳ lắm. Tính lẹ lắm. Nói mày có mày có ăn gian không, có thuộc lòng không? Mày giải lẹ cho nó ba ra đời đi. Khui cái coi. Vậy đùng 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 luôn lên. Chê hả? Ồ cá chê cả nhà. Bây giờ đâu đó ăn cái đó. Bên phải kìa, bên trái kìa. Rồi ra rồi. Vô hả? Ui. Ồ con cá phi chùm bá lửa luôn đó nha. Ồ cá phi nè. Đủ ăn luôn. Đủ ăn luôn rồi. Mình đây là con ếch, con cá chê nha cả nhà. Hai cái phi, hai cái trà nhỏ. Cái trà nữa nè. Cái phi, cái trà luôn. Ngon rồi. Dời cái lời, cái này chạy liền ngon ha. Gan luôn á. Còn cái phi cái trà bự cho bá nữa luôn. Cái phi này chiên cái để đầy dễ luôn. Cái phi rồi, nè. Đây là con ếch này cả nhà. Con cá chê nè. Chê mập lú. Phi nữa. Quá đã. Hai cái lò này đủ ăn. Ui. Được rồi. Trống nào? Trống bữa mình giờ đi cái đó, qua cây bự đó xíu đó. Cái chạm hả? Qua cái chạm xíu con trống. Làm con Hugo coi. Nó chơi con cá lóc đó nha. Cũng được, có cá là được. Cái gai. Rất ít mà. Con chơi con cá lóc. Nói chung mà đi thăm lờ mà đổi chừng 3 cái vậy là dư bữa cơm. Ui. Ồ con. Thấy chưa, em nói mà. Ba con luôn. Được rồi cả nhà ơi. Không chạy thôi, chạy cái gì đó. Wow, đã chưa. Con cá lóc kiến nữa. Lóc còn mới chết. Lóc còn lấy được. Cái được,
Hai miếng không, chụp bả nó đi. Tại vì hai cái lờ là ăn mệt. Kẹt con cái này ăn đủ luôn. Cái này ăn đủ rồi, hai cái lóc. Hai cái lóc còn cá chê coi trời. Cá chê này bự. Vô. Cá chưa? Đúng rồi. Này cho quải cái này cũng rất ngừ. Quải cần đi cắm với quải máy đi chích thì thôi. Nào mới được như đây. Để giờ bữa nó xí xuống chạy vợ đít. Bà làm gì đó. Đây, cái lóc này. Nó chơi trực thăng bay này, vô cái lò của mình mà nó vô cái lò sạch bóng à. Ừ, dọn hết sạch hơn. Đây nè, chìm cái lò không có chai rồi. Ôi ôi ngon, chìm dính dính. Ôi đã bự cái nè, hai lặn gửi hai lặn nha, chìm chìm dính dính đã rồi đó nha. Được tút vào luôn. Xuống chưa? Ngon rồi, ngon rồi. Wow. Bắt cá rồi đó. Bắt cá nè. Đây cả nhà. Đây. Vô vỏ. Anh này thì anh bỏ anh chạy lăn xăng anh tìm, còn anh kia anh nằm góc cao su lắm kìa. Đợi đó. Đó, nằm góc cao su kìa. Đó, đứng dậy đi rồi. Nó biến mà mệt mà. Dính không? Anh bóp. Ui coi, cái này chiếc rồi dính nhiều á. Chiếc rồi dính nhiều mà bỏ clip luôn đó nha. Đó. Vậy, dữ lắm rồi. Lô phi là vậy dữ lắm, lô phi với lô kiến. Xong làm cho hết cái lô phi, còn ổng chưa chạy thôi. Chưa chịu chạy thôi. Ừ, con này mà nấu canh chua hay chiên gì đó, thịt nó thôi. Cả nhà ơi, thanh niên bị ông quýnh rồi. Rồi rồi rồi. Bị ông quýnh rồi cả nhà. Quýnh trên lưng hay gì á. Chết rồi, quýnh ngay đít rồi. Mày ông đánh này cả nhà ơi, đớm mày ông đánh rồi. Nó quýnh tới đâu đớm? Quýnh ngay đít rồi, rồi. Quýnh ngay đít rồi. Chết rồi. Mày ông đánh cả nhà ơi. Trời ơi, nó phóng rồi. Ngon chứ. Tủ quá, tao nhảy rồi. Đây cả nhà, hai anh em về tới nhà rồi nha. À, cá lóc nè. Ngon rồi chứ. Chắc cũng có 2 ký cá ở nhà đấy, bắt đầu nha. Đã chưa? À. Ốc ký cá gì bắt hết. Đã không? Nói chung không lội thôi, lội cái là dư ăn ngay cả nhà. Chiều chạy chừng vài cái là dư ăn à. Sướng không? Ừ. Nhiều đây cho cả nhà đem 50 cây câu cắm không dính nhiều đây chưa. Cho quậy cái máy chích đi chích luôn. Thay lúc cá chưa? Quá đã. Thay rồi hả? Ừ. Sướng từ cả nhà. Cá ăn không qua bắt đi. Thôi được rồi, chứ còn láng đi thăm nữa mà. Ăn giờ sáng tới giờ không? Thôi clip dựng đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip anh em mình nghe. Đã thấy clip mình hay cho mình xin được cái kênh một lượt like nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Đã chưa?